Đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian là những ưu điểm dễ nhận thấy của phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy việc này để vừa đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, vừa giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, minh bạch, chống thất thu thuế. Cứ vào ngày 14 hàng tháng, ông Phạm Anh Phu ở thị trấn Me đều phải nhớ ngày nộp tiền điện và ra điểm thu tập trung của Điện lực huyện Gia Viễn để thanh toán. Mặc dù ngành điện đã bố trí thu các ngày trong tháng nhưng người dân vẫn phải chờ đợi. Thanh toán tiền điện mà đi lại đến các điểm giao dịch này rất mất công. Những người dân chúng tôi cũng rất muốn tiếp xúc với những công nghệ mới để như vậy thuận tiện cho người dân, đỡ mất việc. Thứ nhất là mất thời gian. Thứ hai là những ngày mưa gió, nó buộc phải đến những cái điểm thanh toán như thế này là rất bất tiện. Khắc phục nhược điểm của thanh toán dùng tiền mặt và tạo thuận lợi cho người dân, công ty Điện lực Ninh Bình đã phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian trong tỉnh, cung cấp các dịch vụ thanh toán tiền điện cho khách hàng như trích nợ tự động qua tài khoản các ngân hàng, ví điện tử Zalo Pay, Mono, Viettel Pay trên các app điện thoại. Thì bà con đến đây thì cũng khuyến khích bà con là nộp tiền chuyển khoản, thì trong đó có cũng hỗ trợ bà con nếu như bác nào có nhu cầu làm chuyển khoản thì bên ngành điện chúng tôi là cũng có đến và hỗ trợ vận động bà con tại nhà. Trước kia anh Lê Thiên Anh ở xã Gia Vượng thường ra điểm thu tập trung của xã để nộp tiền điện. Tháng nào quên thì anh lên tận chi nhánh điện lực huyện để thanh toán. Giờ đây những bất cập ấy đã được giải quyết nhờ dịch vụ thanh toán ủy thác qua ngân hàng. Hàng tháng ngành điện chốt số có tin nhắn thông báo đến điện thoại, sau đó ngân hàng thực hiện trả tiền tự động. Thanh toán qua dịch vụ ngân hàng ấy, tôi thấy rất là thuận lợi. Thứ nhất là về thời gian, là tôi không phải canh để đi nộp tiền điện ở các cái điểm cố định, mà tôi có thể nộp tiền điện qua app của ngân hàng bất cứ thời điểm nào mà tôi cảm thấy thuận tiện nhất. Thứ hai là tiết kiệm về cái phần nhân lực đi. Tính đến tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh đã có 264.295 trên 359.641 khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 73,49%. Để hoàn thành mục tiêu 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, ngành điện đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký các dịch vụ, có những chính sách ưu đãi của đối tác dành cho khách hàng khi lựa chọn hình thức thanh toán này. Đối với cái dịch vụ trích nợ tự động thì khách hàng chỉ có việc đăng ký qua các cái ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian mà đã hợp tác với ngành điện. Khách hàng chỉ việc đăng ký một lần thì hàng tháng ngân hàng sẽ thay mặt khách hàng thanh toán tiền điện. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đáp ứng được xu thế chuyển đổi số, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Khách hàng không phải lưu giữ hóa đơn giấy truyền thống mà vẫn dễ dàng tra cứu, rà soát được số tiền, số hóa đơn trong từng tháng, rất đơn giản.